Trịnh Thăng Bình và Hiền Hồ ngầm phủ nhận đang hẹn hò đi trực tiếp chung. Dân tình mới đây xôn xao trước thông tin nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình đang hẹn hò cùng nữ ca sĩ Hiền Hồ. Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai được cho cùng đi trực tiếp ở nước ngoài khi đăng tải những hình ảnh rất giống nhau. Nhiều người bán tín bán nghi cho rằng Trịnh Thăng Bình và Hiền Hồ tung hình tình yêu cùng dắt nhau đi du lịch. Hồi tháng 9, Trịnh Thăng Bình cũng nhận lời góp giọng trong đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của Hiền Hồ sau thời gian im ắng vì bê bối đời tư. Thậm chí, video song ca của cả hai còn đạt hơn 10 triệu view trên YouTube. Chính vì vậy, càng có thêm cơ sở để ngờ vực về mối quan hệ thân thiết của cả hai. Tuy nhiên, Trịnh Thăng Bình và Hiền Hồ đã nhanh chóng có động thái ngầm phủ nhận. Theo đó, bên dưới bài đăng khoe ảnh đi trực tiếp của Hiền Hồ, nam ca sĩ họ Trịnh để lại bình luận hình trực tiếp của mình kèm chia sẻ ngắn gọn: "Ủa?" Ngay sau đó, Hiền Hồ hỏi máy đáp lại rằng vừa nhắn đó, có vẻ như cả hai ca sĩ cũng không hề biết cùng đi trực tiếp chung thời điểm và cùng tại Hàn Quốc.